Lén nhìn lên. Chuyện gì vậy? Ba đi lục soát. Abu, mau lục soát, lục soát đi. Mấy người các cậu đi bên kia, mấy người các cậu đi bên này, hai cậu đi bên đó, mau. Bên đó kìa. Mau lái xe, mau lên. Nhất định phải tìm ra tên thích khách đó. Dừng. Hỏng việc rồi. Không hổ danh là đặc vụ 676, rất có tổ chức, huấn luyện bảo vệ, bảo hộ quá nghiêm ngặt. Hắn ta làm đặc vụ nhiều năm rồi, kết quán thù vô số. Người muốn cái mạng của hắn, đây là không chỉ của chúng ta đâu. Cho dù bất kể là hắn ta đi đến đâu thì đều đặc biệt cẩn thận. Đồng chí của chúng ta đã thoát được thân chưa? Cậu yên tâm đi, đã thoát được rồi. Anh ta đã rút lui an toàn. Đúng rồi, tung tích của Liêu A Toàn đã tra ra được chưa? Anh ta đang ẩn nấp ở bệnh viện An Khang, là ở một tòa nhà 2 tầng. Cao Ngô Cửu đã sắp xếp cho anh ta 2 lớp đặc vụ, mỗi lớp có 8 người, thay phiên nhau ngày đêm. Vậy thì tôi sẽ tranh thủ cơ hội Cao Ngô Cửu lục soát khắp thành để giết cái tên phản bội này. Như thế quá nguy hiểm. Cậu không chỉ là lấy 1 chọi 8, hơn nữa cậu không được làm kinh động đặc vụ. Một khi bọn chúng biết được bệnh viện bị tập kích thì sẽ đến bệnh viện trong vòng không đến 5 phút. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ không tấn công. Vậy cậu chuẩn bị làm thế nào đây? Thế này đi, ông lấy cho tôi một bộ quần áo quân dực, càng nhanh càng tốt. Bây giờ đã tan ca rồi, không được vào. Thái quân à? Thái quân, đã nói là bây giờ tan ca rồi không được vào mà. Tại sao lại đánh người chứ? Tên kia, tôi đã bảo là không được vào mà. Thank you.
Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Liêu A Toàn, lão Từ bảo ta hỏi thăm ông. Cút ra, đánh! Không được đánh cha tôi, đừng đánh nữa. Có biết đây là cái gì không? Hung khí, đừng đánh nữa mà. Đánh, đánh mạnh lên cho tôi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Vị trưởng quan này, không biết là có chuyện gì xảy ra. Anh làm cái gì? Tôi là một người làm ăn thôi, đúng lúc qua đây. Ba người nhà họ đã phạm lỗi gì chứ? Bệnh viện An Khang vừa mới xảy ra án mạng. Chúng tôi đây là kiểm tra theo lệ. Từ trên người của bọn họ phát hiện ra hung khí. Hung khí gì chứ? Chính là cái này. Chú ơi, đây là dao gọt bút chì của cháu mà. Đúng thế, đó là dao gọt bút chì của con bé. Anh ơi, em có vẻ đẹp không? Vẻ đẹp lắm. Dao gọt bút chì cũng coi là hung khí hay sao? Có phải là hung khí hay không thì đến phòng thẩm vấn tổng bộ rồi nói. Ngài tiên sinh, các trưởng quan muốn tôi lấy tiền để chạy trọt. Nhưng mà số tiền này là tiền cứu mạng của con gái tôi. Đúng thế, đây là số tiền để cứu mạng con bé. Không biết số tiền này có đủ cho các trưởng quan ở đây mua bao thuốc hút hay không. Nhìn người ta đi, hào phóng quá. Đi, đi thôi. Cảm ơn ngài, cảm ơn chú. Ngài là ân nhân của cả nhà tôi. Cảm ơn chú. Mau mang đứa bé đi đi. Dân, cảm ơn ngài, cảm ơn. Phương Nguyên, ông chủ Phương, tại sao anh lại ở đây? Đi qua. Xin lỗi, mệnh lệnh của cấp trên. Chỉ cần là người đi qua chỗ này thì đều phải tiếp nhận điều tra. Anh đến bệnh viện An Khang để làm gì? Tôi vừa mới ra khỏi trạm xe lửa thì bị cô đưa vào đây. Tôi đến bệnh viện An Khang làm gì? Vừa mới xuống xe lửa. Anh đi Vô Tích để làm gì? Làm ăn thôi. Làm ăn với ai? Anh họ của tôi. Anh ta tên gì? Triệu Chí Tu. Các người làm ăn gì cái gì? Không tiện nói ra. Đã vào số 76. Anh muốn nói thì nói, không muốn nói cũng phải nói. Nói. Chính là hàng lậu thị trường Chợ Đen. Muối lậu, rượu lậu, vàng, bột mì. Anh Đường Đường là cậu chủ của Châu Báo Dương Tử, lại đi buôn bán hàng lậu như vậy. Châu Báo thịnh thế, vàng loạn thế. Con đường này, cái gì có thể kiếm tiền thì làm cái đó thôi. Cũng chính là nói, khi Liêu A Toàn bị giết, anh đang ở Vô Tích. Ai là Liêu A Toàn? Không cần thẩm vấn nữa. Dẫn xuống đi. Dân. Đi. Chủ nhiệm, tôi đã tra rõ rồi. Người này có lai lịch. 17 tuổi nhập ngũ, năm sau được thăng lên làm trung đội trưởng trẻ tuổi nhất. Vừa mới qua 20 tuổi, liền được Thái Đình Khải phong lên làm đội trưởng đội cận vệ bên mình. Chiến tranh Tùng Hộ 128, Thái Đình Khải vốn dĩ muốn cất nhắc cậu ta lên làm đoàn trưởng. Nhưng mà khi này, hắn ta đã thả mất hai phần tử Cộng sản đảng. Nếu như nói người này sớm đã có hành động thân cận với Cộng sản, vậy thì bây giờ, lại ở khi Liêu A Toàn bị giết hại, xuất hiện ở gần bệnh viện, trong đó nhất định có vấn đề. Thuộc hạ hiểu rồi. Chuyện này khẳng định phải tra cho rõ triệt để. Tra thì phải tra. Nhưng mà Phương Nguyên này, hắn ta là bạn của phó phủ. Chuyện này nhất định phải thông báo cho tiểu thư phó Phương Chi. Bây giờ Phương Nguyên nắm hoàn toàn trong đầu kiểm soát của ngài. Hôn sự của ngài và phó tiểu thư còn có gì mà không thành được chứ? Phó mổ, chuẩn bị một chút rượu nhạt. Cảm ơn hai vị đã đến chơi. Cảm ơn. Nào. Phi Phi. Nào. Mẹ nuôi, con kính người. Cao chủ nhiệm. Tiểu thư Phương Phi, gần đây nếu như mà có chuyện phải đi ra ngoài, cô nhất định phải cẩn thận hơn. Hai ngày nay trong thành Tô Châu phát hiện có thích khách,
Phó thị trưởng, ngài có muốn tôi chuẩn bị cho Phương tiểu thư hai người bảo vệ không? Cao chủ nhiệm, không cần. Nhà tôi có vệ sĩ rồi. Hơn nữa tôi ở cùng với anh Phương Nguyên, thân thủ của anh ấy rất tốt. Đối phó với đám thích khách đó không phải là vấn đề. Phi Phi, Phương Nguyên chỉ là một người làm ăn, không có quyền có thế. Cậu ta làm sao có thể bảo vệ con tốt được chứ? Đứa trẻ ngốc này. Sau này con nên để cho cao chủ nhiệm bảo vệ con mới đúng chứ. Vậy thì tôi vô cùng vinh hạnh. Xin hai cha con các ngài cứ yên tâm. Có Cao Ngô Kiều tôi, thành Tô Châu này cho dù là loạn lạc thì Phương Phi tiểu thư vẫn có thể gối cao đầu, không cần phải lo lắng gì hết. À đúng rồi, tôi lần này đến Tô Châu cũng là tạm thời thôi. Để sau khi tôi làm xong chuyện ở đây, Phương Phi tiểu thư, tôi dẫn cô đến Thượng Hải, đến Nam Kinh. Cảm ơn. Cha, mẹ nuôi, còn có cao chủ nhiệm nữa. Cô không ăn nữa. Còn nữa, sau này xin hãy gọi tôi là Phó tiểu thư. Các người từ từ ăn đi. Con đi ra ngoài vẽ tranh đi. Xin lỗi nha. Phó tiểu thư thật là có cá tính quá. Còn biết vẽ tranh nữa. Tốt lắm. Thật sự là tài sắc vẹn toàn mà. Tốt. Nào, uống rượu đi. Uống rượu thôi. Xuyên Giang à, tôi là một người thẳng thắn. Lần này tôi cùng với cao chủ nhiệm qua đây chủ yếu là muốn cầu hôn Phi Phi. Ý của ngài thế nào chứ? Cái này, cao chủ nhiệm là người quan trọng trong giới chính trị. Tiểu nữ làm sao mà dám trèo cao. Nào. Cảm ơn. Phó thị trưởng, tôi đối với Phương Phi tiểu thư là nhất kiến chung tình. Tôi là thật lòng muốn cưới cô ấy làm vợ đó. Mong là phó thị trưởng có thể thành toàn cho tôi. Đúng thế. Cao chủ nhiệm ở Thượng Hải cũng là một nhân vật uy phong lừng lẫy một vùng. Ngày ấy cùng với Phi Phi nhà chúng ta là một cặp trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp, đây chính là sắp xếp của ông trời cho. Lại nói, nếu như cao gia phó gia liên hôn, vậy thì chính là liên thủ mạnh mẽ lắm rồi. Đây là chuyện vô cùng tốt luôn. Xuyên Giang, ông nói có đúng hay không? Đúng. Được cao chủ nhiệm yêu mến, nếu như Phương Phi có thể tìm được người chồng như ngài, vậy thì chính là phúc của nó rồi. Chỉ là mẹ của nó mất sớm, tôi đã chiều chuộng đứa nhỏ này đến hư hỏng rồi. Vừa nãy ngài cũng thấy rồi đấy, ngài xem nó. Cho nên chuyện của nó tôi cũng không làm chủ được đâu. Xuyên gia, nếu như ông không làm chủ được cho nó thì để tôi làm chủ cho. Cao chủ nhiệm danh tiếng hiển hách, lại chưa thành hôn. Thượng Hải biết bao nhiêu cô gái khuê các, nhìn mà chết thèm. Hôm nay cao chủ nhiệm nếu như đã đến Tô Châu thì là một cơ hội rất tốt. Lại nói Phi Phi nhà chúng ta cũng đã nhận xe mà cao chủ nhiệm tặng rồi đó. Chứng minh nó đối với cao chủ nhiệm cũng có ý rồi. Ông cứ yên tâm, nó nhất định sẽ đồng ý mà thôi. Được. Nào. Ngài đó, tranh thủ cơ hội này, mau đi nói chuyện với Phi Phi đi. Chuyện của hai người vẫn phải xem ngài làm như thế nào. Đúng rồi. Vậy thì hai vị, tôi không tiếp hai vị nữa. Hai người dùng từ từ đi. Tôi đến sân diện xem Phi Phi vẽ tranh. Được, thất lễ rồi.